Dạ chào bà con cô bác kênh My Mommy, hiện tại em đang có mặt tại nhà của Nấm My. Đây đây dạ. Đi vô. Đó. Đây. Hai em đây, cả nhà ơi. Cháu này cô này. Trời ơi. Coi hôm bữa coi trên clip của Ngân với chắc bữa nay bà con coi trên clip này chắc thấy khác rồi đó. Lớn rồi. Vũ, chỗ tai gan lăng lên. Thôi được rồi, để quay, để chị quay. Không cứ ấy, có nhân vật mới. Cái rồi. Là ủa là đây. Cơm sang đây nữa cơ. Hôm nay là đầy tháng. À đúng rồi, đầy tháng. Đầy tháng. Hai em. Bảo Bảo Nam đúng không? Bảo An và Bảo Nam. Bảo An. Bảo An đây cô này. Bé An và bé Nam. Bảo An, Bảo An Nam. An Nam. Nguyệt An Nam. An Nam. Cùng Nguyệt An Nam. Nguyệt An Nam, Nguyệt An Nam. Bây giờ gọi tên giấy luôn, khỏi tên ở nhà đúng không? Nhà Nấm là kêu là họ hàng anh chị em đông quá, các cháu cũng đông quá, gọi tên các cháu đi quên tên thật của các cháu, nên là Nấm đặt quyết tâm không đặt tên ở nhà nữa, gọi thẳng vào tên chính luôn, đi thẳng vào vấn đề luôn con nhỉ. Mỗi ngày cháu có một tên không? Thì... À đâu mình bữa thấy để bom với mình gì đó. Trời ơi treo quá. Treo hả? Biết bao bụng. Đó, Kiều xin liền, Kiều ai xin hai em liền. Xin xin quá, mà không làm gì trơn. Ai à. Đi vô vậy Vũ, nhờ Vũ chụp ảnh đi. Đây, đâu, điện thoại của ai cầm nào. Công tư buồn quá hôm nay có thể nhá. Thì phải, không phải buồn mà ta đang lạc lõng. Người ta đang, mà người ta tới tới đây đầu tiên luôn đó. Cậu Tư là tới đầu tiên đó. Đúng rồi đó, người đầu tiên đến. Trừ anh Khương thì không nói nha. Đó anh Cương là tới từ sớm rồi. Tới từ sớm rồi. Để anh đi duyệt phim sợ trễ. Xong rồi cậu Tư là người thứ hai. Đó, thấy không? Team có hai người con trai. Không kể ba Giang, em ba Giang lớn tuổi rồi. Bà nội ơi. Này, ra bế công chúa mà quay này, bà nội ơi. Bà ngoại là ngoài rồi này. Đi, chị em mình vô đi. Vô xong rồi tí nữa một mình cậu Tư chụp riêng. Không, em chụp cho, em chụp, em đang cầm máy, em chụp cho. Đây, đây, có Vũ, nhờ Vũ nè. Vũ, Vũ cầm quay cùng mình với. Chân cứ từ từ thoải mái đi. Ủa, Vũ, Vũ là... Mình là được. Nhưng mà Vũ là gì của Quý hả? Vũ là bạn thân của Nam My thời đại học. À, tưởng là anh em của Quyết chứ. Đó, ông bố của Nam. Chúc mừng Phùng Quyết đã có hai cục cưng. Đây, bế, đây Ngân biết bế này. Trời ơi trời. Thủ thế rồi. Thấy thủ thế rồi. Mà ta có độ tin tưởng. Trời ơi, nếu mà nói về bế là chị là một tay đây. Phải không? Trời ơi, em hồi nhỏ em chăm em lắm đó. Ủa em bé em hả? Chăm cháu này kia đó. Em nhớ là chị hồi nhỏ em có em. Chăm cháu. Nhưng mà móng tay hơi dài rồi. Này phải cắt chứ không em cào. Ừ, em rất đeo bao tay chứ. Rất kia già đó là luôn đi. Lấy cái gì á? Thôi. Rồi. Đây em Nam nha bà con cô bác. Em Nam là mẹ Nấm kêu là được 4 ký 8 4 ký 9 rồi. Bữa em tới là 3 ký mấy đó mà nay lên trộm vía. Ăn này ra. Ăn được mau ăn trông lớn. Mấy cái đó ra. Nhưng mà nhìn mặt ổng lai quá ha. Trời ơi, chợ sữa. In chợ sữa. Nước đâu. Tha hồ mà lựa chọn. Cưng ông cậu Tư. Cậu Tư làm đứa nữa. Mình lựa chọn công chúa này. Thôi để cô giao qua cho bà Ngân. Thôi đi vô thì mấy chị em ơi. Đâu đưa em nào, đưa cho Vũ cầm thôi, nào. Thôi. Vào chụp ảnh chứ bà tính một mình bà quay này không chụp hay gì. Chụp lần trước đi chứ. Cái gì? Người ta chụp đây vô. Chung là từ người á hả? Không, riêng với vợ chồng chứ chung đi lo chi, chút nữa chụp chung, chụp riêng từng người đi.
chụp riêng, người ta đang bế là chụp riêng mà. Chụp chung cái cuối. Đây này, đang chắc bế đây này. Đâu ai bế thì vô đây lên lẹ. Trời ơi. Bây giờ em yếu từ từ. Mẹ nó cũng phải đánh miếng son cái. Rồi, xin dạt ra cho nhân vật chính cho đi ạ. Xin dạt ra đi ạ. Giờ ai không bế thì đi vào ngoài. Rồi. Rồi bố mẹ vô đứng đây. Bố mẹ đứng chụp hình đi. Bây giờ bố mẹ đứng bà kêu, đây. Bà kêu họ cái cuộc chỏ vô. Vậy là đúng đúng không? Rồi kìa, coi bà kêu ẩm kìa. Chán. Thật sự. Con cảm lên đầu đi cậu Tư. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Lời hai đứa nó cứng nhắc vậy luôn không? Bắt đầu. Chụp bí. Giờ vô đi, vô chụp. Đứng dịch đen cho nó cao người, đừng đứng thấp quá. Đấy, giống với lại bước vô đi. Thôi chụp riêng vậy đi. Ừ, không ai không thấy hả? Đây, để em chụp ảnh cho điện thoại của ai. Chụp ai, điện thoại đâu? Gia chủ lấy điện thoại của gia chủ chụp đi. Rồi về gửi hả? Ừ. Đúng rồi, chụp giờ cho xin tấm hình rồi với lại cháu bảo an kìa. Bảo an. Cậu Tư kìa, một tay chụp kìa. Cái gì cũng tao quá. Thôi không, cậu Tư sang chơi không có nhờ cậu Tư nữa. Sao mà ghét quá đi. Sao mà nó ghét. Gì cũng đến tay tao. Sao mà ghét quá đi. Tao đi chơi cũng bắt tao làm hả? Đúng đồ nghề thì em chụp cho mọi người á. Ghét quá đi. Nó cũng chẳng sáng được nhiều nhưng mà về nó cũng... Sao mà ghét quá đi. Nó sáng rồi đó hả? Ờ, nó sáng dữ rồi đó. Sao mà ghét quá. Đứng chụp đi. Được cả như ba nè. Đúng như giấy quyết rồi. Đâu giờ đứng đâu? Đứng đây mẹ ơi, mẹ ơi. Ơi. Nè nhanh lên em đang... Ơ quyết kìa. Quyết. Vô đứng bên ngân nè. Xong chụp hết tất cả mọi người. Người ta thích chụp riêng vậy đó. Riêng người ta mới cho chụp chung. Rồi. Chuyện nào tới Nhi lệ. Rồi nè, có ai bế vô chụp gì vậy không? Đây. Hay là thôi đứng chụp chung, đứng bàn đi rồi bế riêng. Chụp chung đi. Vậy sao? Ê, cậu Tư là nhân vật chính nè. Thôi, tạm ngừng một tí cái đấy, tạm ngừng. Rồi. Bên kia là mẹ, vô chụp luôn. Xin biến liền đi. Rồi, vô đây để cho vô trong cho nó ấm. Áp cái cậu Tư ghê luôn á trời. Mặt đứng như cái con này, ghét ghê luôn. Nó quậy đấy, đúng rồi, đứng kìa, đúng rồi nè. Rồi. Thôi, lại đứng đây được rồi. Rồi lấy gái, lùi lại. Em che cho anh. Rồi, cái nhà cười nha. 2, 3. Không biết có bị fail nữa. Rồi. Đây là bàn tiệc của mấy em. Thôi Vũ làm đi, không có biết làm. Hôm nay vào dọn đi. Nhưng mà không biết làm ấy. Rồi gái cảm giác chưa? Mới công giờ chấm. Trời ơi. Lần đầu mà thấy cái bàn tiệc mà cưng vậy đó trời. Cưng đâu? Cái này là bên dịch vụ người ta làm hết luôn á hả? Dạ vâng. Trời ơi. Xôi. Mai mê chưa? Bánh bao. Sau khi mọi người đến đây thì mọi người mai về muốn lấy chồng liền. Ngày mai về là kiếm người yêu liền. Vậy là bạn của Nấm á, là cũng ấy đúng không? Cũng đây là cũng bạn đại học của em. Nhưng mà sinh năm 93. Ngày xưa trên chỗ này đâu có bằng thép không ấy chứ. Cái này xôi này. Còn mới có người yêu cách đây mấy tháng thôi mà giới thiệu cho team chị em không ai thèm. Giờ không có nha, chị không có biết gì nha. Đúng không biết đâu. Không có biết. Đợi nào nó chia tay đi rồi em giới thiệu. Thôi tối này chia tay luôn. Giờ người yêu mày đẹp hơn hay là chị của ta đẹp hơn? Nữa, thôi nói vậy. Chẳng thấy thích là được rồi đúng không? Ừ, thì vậy.
mới có tình cảm chấm nở, đang thời gian hẹn hò thôi, không sao đâu Mai. Mình đập chậu thuốc hoa được. Ủa, dọn luôn hả cô? Dọn đi để bày cỗ nè. Có 8 người thôi mà người nhà em làm 3 mâm. Ý mọi người bắt thần về nha. Còn chị Dung với chị Thùy nữa không? Nhắm rồi đó. Chị Dung thì ấy rồi, còn chị Thùy. Nhắm chị Thùy rồi, còn chị Dung thì đang nhắn cho bà Lụa rồi. Nhắn chị xong chưa? Chị nhắn bà Dung rồi, bà quay phim bà cũng đâu đọc được đâu. Giờ bà Dung bà đam mê quá rồi, lặng vô quá rồi. Thiệt. Chị em mình làm nghề bao năm mà không được đi đóng phim. Bà đã vào nghề được nhiều mà bà đi đóng phim với anh Long đẹp trai luôn. Nghe oai không? Chả biết. À đây còn đầy ni mà, thì lấy đầy hũ này, hũ đựng chè nè. Ờ chè thì để lấy chén. Cho vô luôn nha. Ừ. Dư thì cứ đựng thôi. Bên tương tác với chị Mai đi. Hả? Cân chị Mai chán tương tác với em rồi. Sao chán tương tác? Gì đâu. Mai bình thường cân tương tác với em nhiều rồi, giờ tương tác với mọi người chứ em bên đó quay hoài rồi. Mà chị Mai không biết tương tác với ai. Chị Mai là đây, đứng đây, chuyện này. Đây không. Đây nè, đây để đây là đối là ủa là Hụt đúng không Ngân? Gì? Đây là bạn Hụt của em đúng không? Bạn Hụt gì? Bạn Hụt. Đúng à. Đâu mà em có nhiều Hụt quá vậy? Vũ không phải, tại vì Vũ chơi biết trước rồi nên là biết từ cái thời vậy đó. Thời xưa hả? À, ngày xưa, thành ra là không có phải là bạn Hụt. Nói đúng nói thật. Đồ chết mà Ngân. Đồ người mặn ngăn chỗ nào cũng có chết đấy. Có tiếng không có miếng à? Ngân là mối Hụt quốc dân. Ngày xưa đầy tháng mình làm gì được cái này đúng không bà con? Em bác chẳng có tấm ảnh nào chứ biết đầy. Cô biết không? Đầy tháng em là không có bức hình nào hết trơn á. Ngày xưa làm gì có đầy tháng đó đâu. Ủa không có đầy tháng hả? Không, nhà có điều kiện thì mình có đầy tháng chứ. Một ý là đầy tháng này biết rồi nhưng mà làm gì có bức hình nào, ngày xưa làm gì có điều kiện chụp hình đâu. Không, cái tầm mình là nhà nào có điều kiện chụp hình được. Cái hoa con cắt ra cái này gì? Hồi 94 làm gì là không có mình không có mẹ ảnh. Cái hoa cũng bỏ ra 89. 5 năm trước rồi khác. À, của chị 89 hả? Nhỏ cách rồi. Không, ông anh em 90 mà em nhớ hình như ông cũng có hình mà. Không, nhưng mà ngày xưa là ví dụ như lễ Tết thì mới có thợ chụp hình thôi, chứ còn ngày thường. Với lại thường ngày xưa làm cái gì đâu, làm đầy năm. Còn đầy tháng thì chắc ít đầy tháng. Đó, Nhi bếp cũng gọn gàng quá nè. Có kinh nghiệm giữ em. Có không? À đúng rồi, có em mà. Em có em nhỏ mà, em nhớ liên tục. Chú cái này mình đâu thôi, mình thuê luôn đi chứ mình tự làm nó cực lắm mà không có đồ nghề nữa, không biết làm ấy, làm không ra mà ý là không biết những cái này nó mang ý nghĩa gì cô, ví dụ như là xôi rồi chè rồi này, là mang cúng bà mụ, 12 bà mụ, bà ý cho bà làm cho ăn ngon, ngủ ngon, khỏe mạnh. Thấy có cả bánh bao, bà mụ bà cười đấy, bà dạy cười. Bà mụ bà ru con nít quá hả? Bà mụ bà dạy cười, dạy nói. Ủa? Xong lại để lại vô ra vậy đó hả? À là ấy xong là giờ mình trả cho người ta cái... Rồi, bát đĩa người ta. À. Cái này là đồ người ta. Hay quá ha. Cái đồ này bỏ bánh bao trả bánh lại bao. À, trả à, lại cái bàn ghế này chén không? Này kia. Cô ổn quá, con ngủ khó ngủ quá nè. Chị con nghe. Chị kêu. Cầm mày coi nha. Cầm cái dĩa vào chọc bốc của đấy rồi bôi hết vào cái dĩa để ăn. Đây còn cái đế bánh bao này, thiệt đồ không có nhiều hết đấy mà toàn nó chén quá trời luôn. Đây đấy, có một cái bát nào cái ấy nha. Nắp đầu nắp của nó ra. Một cái bát là hai chén rồi. Em Nam hợp hơi với cô Ngân. Chẳng mấy chốc mà một năm thôi nô nhà. Chẳng mấy chốc mà là chúng ta lại có mặt tại đây. Tầm giờ này năm sau là thôi là đầy năm rồi. Đâu, 11 tháng sau chứ. Thì cũng chẳng là ai nào đó. Đây, tháng 10, tháng 9. Tháng 9.
9 năm sau là đầy năm. Một tuổi đó là giờ bèo cái đã gần Tết rồi, gần Tết là là cứng cáp luôn rồi. Ở Tết năm nay là có hai cục này đó. Tết năm nay thì vừa đi chơi vừa là cầm theo bỉm sữa đồ. Này giờ mẹ bỉm rồi. Mẹ bỉm. Mẹ bỉm bố nấm, bỉm. Nấm về. Ủa mà đẻ lứa thứ hai còn gọi là mẹ bỉm bố bỉm không? Hay đó là lứa đâu? Ủa? Vẫn bỉm mà. Vẫn là bà đẻ mà. Bà đẻ gọi là mẹ bỉm. Không, bà đẻ là trước khi sinh. Còn mẹ bỉm là sau khi sinh rồi. Nấm. Một tháng bây giờ Lan Quyết chắc cũng quen rồi hả? Nên ký lại chưa? Nên lại rồi. Nên ký lại rồi. Này, cái này của họ là sao? Nhưng mà nhà nấm đỡ đông người rồi, có bà, có bà nội, bà ngoại nên là có chị khỏe. Nữa. Có chị gái nữa. Rồi ngay ở ngay sát bên nữa tiện. Rồi sao người ta cứ bảo lấy chồng gần này bỏ ra ngoài nó đi. Chồng gần này nó tiện nữa. Ở đâu cũng phải không gần mà gần mẹ chứ. Thì nhà gần mẹ. Nhà cho mẹ gần, ở gần. Mẹ gần. Gần mẹ. Thích buồn quá rồi, thích luôn rồi. Tôi buồn quá kìa mọi người. Đấy ngồi đứng tí ăn đi. Tổ Tư lâu lâu mới được mời đi tiệc. Tổ Tư là... Biết chuyện gì chưa? Vậy. Hôm nay còn tôi mặc đồ mới đi dự thôi nôi cháu cái gì đầy tháng cháu mai mà qua giờ mà thôi nôi thôi nôi hoài luôn nó mong thôi nôi dữ lắm rồi ta mặc đồ mới cái đồ đó là nó mong giờ này năm sau là mà các chị em là có thêm có thêm một người dẫn theo đã làm mong vậy đã đi dẫn theo gì bế luôn đi chứ dẫn theo bế gì nhanh dữ vậy kêu nè kêu là tranh thủ bế luôn đi chứ làm gì nữa. Ráng ngang nhưng mà con có bác tranh thủ ra. Nhìn thấy ham liền ha, nhìn thấy hai đứa nhìn thấy ham liền luôn á. Cái đuôi trước đã rồi mới bế được chứ. Thích nó nhìn hết á. Thích nhưng mà kêu đến cái mức chăm cái là thấy mặn nha. Sợ. Không nhưng mà chăm sợ cái gì không biết trời. Chăm mệt nhưng mà vui chứ. Dạ vui lắm. Về đi làm về thấy con nó cười hẳn thích. Ừ, nó khóc cũng thích nữa. Khóc thích. Nhìn thấy nó về thấy nó cười cười. Quá hạnh phúc rồi hai vợ chồng là đều hòa. Ừ, ghen tị với con chứ. Sao hả? Chồng chăm quá hả? Chồng chăm con chứ đâu chăm vợ nữa đâu. Giờ là phải ghen thôi. Cháu giờ để cho bà chăm. Vợ vẫn phải chăm vợ. Cái gì trời. Tôi chưa kịp ăn gì hết mà tôi đang cơm chó rồi. Đây này trên bàn này. Nhà có con mì, mì chưa thấy mặt đâu, mì cũng bị ra rìa luôn. Suốt ngày bị hắt hủi. Đi ở đâu cũng bị đuổi, vào phòng là đuổi, gặp là đuổi, em thấy ở đâu là đuổi ở đấy. Không thấy nắp đâu, chắc không có nắp cả. Nhà chắc là mày là đứa buồn nhất. Ủa sao chị nhà... Quyết 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 bắt nhờ bạn lại Nam là ai à? bạn Quyết à, bạn này bạn học của Nấm à bạn của Nấm còn biết luôn rồi đó à, tưởng không nhớ ý là tưởng là cái bạn của Nấm mà nãy giờ cứ vòng vòng lại quay về hỏi nhỉ người ta hỏi một lần thôi hỏi lúc lại vòng về người ta có nhân vật mới vậy đó phải khai thác chứ đúng người không đúng thời điểm rồi sai sai quá sai thời điểm quá sai rồi tới sớm hơn là được rồi cứ vậy hoài ngân còn sớm từ thỏ nào còn chưa có duyên cho mọi người ai ăn sớm hay là được ăn rồi được gói mình về đấy em được gói mình về. Đó, đây là trang trí đầy đủ. Mai đẹp mềm. Mai đẹp mềm mấy giờ. Sao? Bỏ đây luôn đi. Mai bay mà đẹp mềm không? Bí quá. Nổi liền. Bây giờ trả lại cái cho người ta. Rồi xong rồi mẹ ơi, mình nhờ mẹ ăn cơm. Mẹ ăn cơm sang rồi. Ê,
cầm nó không biết là gì. Là ấy là xong rồi đó. Buổi làm lễ này buổi tiệc rồi kết xong rồi đó nha. Đâu, cũng từ sáng rồi. À. Mà đợi mọi người sang á. Lúc này là đồ lúc mấy giờ cũng được đúng không? Từ sáng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là cũng là buổi sáng tầm 10 giờ trưa. 10 giờ trưa là cúng. Dạ. Cúng chào bác. Ôi, dạ. Bố em. Nên là gì để trẻ con chào không? Tức lắm. Ở đây ai cũng thèm hết chứ. Dạ. Thấy có ai đâu? Đây, 8 người. Con là bảo làm 2 mâm mà. Không thấy có ai à? Không phải. Em nhắn tin rồi để em đọc tin nhắn nãy giờ. Không có qua không? Thì thôi mình cứ ấy thôi, mình còn tiệc còn rất là nhiều. Dư mà, dư bàn mà. Chị Thùy sát là một mình, chị Thùy một bàn. Ai bảo đến trễ. Không thì... Chưa thấy chị Thùy nhắn lại. Bắt đầu chấm nước mắm luôn. Em cũng thèm. Rồi giờ mình dọn bàn hồi nãy bàn cúng hả? Đó, gì bàn cái bàn hồi nãy là bàn gì? Bàn mâm mâm gì? Bánh được rồi. Mâm bánh. Đó mâm bánh bây giờ mình nhập tiền nha. Trời ơi thông cảm, lần đầu mà em đi tiệc mà thôi đầy tháng thôi. Đầy tháng. Bé heo. Chúc mừng bé đánh thang. Yeah, mọi người đã thua em. Ở đây chỉ có 5 tháng 20 mà yeah, quan trọng là 1-0 cho các em bé là 20 mà sinh ra nó là 3-0. Trời ơi. Tôi người ta 3-0. Chữ này. Không tính cộng tư thôi, ở đây em là mọi người phải gọi em bằng chị hết. Bỏ xa, bỏ xa các chị rồi. Các chị bây giờ đuổi theo nóng không kịp. Trời ơi vui quá à. Nói chung là lúc đầu là không tính mời ai mà đúng là chị Kiều nhắn nó mới dám mời á. Tại biết mọi người bận đi làm, mọi người hôm nay vẫn còn đi quay. Chứ xong không rồi. Mời ai là mời, vậy là tính không làm. Ý là tính mời riêng chị Kiều. Mời trong gia đình thôi hả? Mời trong gia đình. Ý là lúc đầu cũng không mời trong gia đình luôn. Thì nhưng mà có bố chồng vô, xong rồi ở trong đây họ hàng bên nhà chồng nhiều lắm. Thì hôm chủ nhật là đã làm rồi, làm 4-5 mâm gì đấy cũng 30-40 người gì đó sang. Xong rồi chị Kiều cũng nhắn chúc mừng rồi hỏi thì mới bảo là em ngại lắm không mời. Xong mọi người chị Kiều lại bảo là mời đi rồi hôm đấy chị qua. Thì mới có động lực. Ý là Kiều muốn qua mà cứ mất cỡ. Muốn qua nhưng mà có cơ hội. Không, cái này em chia sẻ thật mà, biết mọi người đi làm bận á. Xong rồi sợ mời rồi mọi người nghĩ ngợi. Bận rồi không qua được cũng ngại. Mà không qua được thì cũng ngại. Có gì đâu mà bận, chị nói là em mời trước là xong mọi người nói anh Khương là chừa lịch ra. Hôm bữa là đi họp thì chị nói là bữa đó là thôi à, đầy tháng. Lại thôi nôi. Đầy tháng còn nắm đó. Cho anh nói ừ vậy nói đi. Vậy nói để anh nốt lịch lại chừa lịch ra. Xong trưa nay anh tới đó. Thật ra là từ gần ngày đẻ là anh Khương, từ lúc có bầu á, là anh Khương là rất hay nhắn tin cho Nấm Bi. Ý là lúc nào là không bao giờ nhắn, các chị có được anh nhắn hỏi thăm không? Nào có nắm công việc thôi đúng không? Nhắn chị nhiều lắm, mà nhắn giao việc, hỏi chị là cái đó đến đâu rồi em? Dạ đó, còn mình có bầu là anh hỏi hoài, anh hỏi có khỏe không? Dạ không, em không được uống đá. Quan tâm đến các em. Đến hôm đi xanh anh cũng hỏi, rồi trước hôm ra Bắc anh cũng hỏi. Rồi thôi nôi rồi đầy tháng rồi. Em hiệu các chị rồi đó. Anh cũng qua, trưa nay thì anh ghé rồi à. Rồi, tối nay mọi người mới sang. Và nhà em vui lắm, vui là gì, bảo có 10 người thôi mà làm 3 mâm. Là giờ 3 con gà là để 3 cái đĩa. Cho mọi người ăn xả láng luôn. Chị Kiều có là số trời đã định nha. Sao? Thấy không? Để. Gì số trời ngồi đó hả? Số trời nào em biết là quyết ngồi đó. Cho nên là em mới ngồi đó đúng không? Cậu Tư có bao giờ uống bia đâu. Cậu Tư là nước ngọt. Cậu Tư nó uống ô long.
Nó có coca. Nó có xịt tim thì càng càng ok. Thôi nhìn cái tướng cầm chai coca rồi cưng chưa? Như chai coca. Còn tôi nói nhỏ miệng á. Xin sao mà người á thì còn tươi dữ vậy? Chưa, cái này chỉ là một phần nhỏ thôi. Muốn xin quá à, muốn xin với nó đi. Tôi ghét mà bay quá đi. Vui quá luôn á. Con nhìn thì tao ghét mày quá. Trời lâu lắm. Mời bà con đầy đủ. Đầy đủ vậy đó, con cô bác. Lâu gì lần đầu tiên tao mới đi đầy đủ. Lần đầu tiên tao mới được đúng mời rồi, đúng rồi. Lần đầu tiên tao mới được mời. Lần đầu tiên là cái lúc mà có ăn là mới có tao nè. Cái này là suy nghĩ thật kỹ mới dám mời cậu Tư. Trời ơi, cậu Tư với mợ Trung là hôm đi em đẻ là hôm đầu tiên, hôm sau là đã vào thăm em rồi. Xong rồi cứ thăm hoài mà chưa có tặng lại gì được hết, ngại lắm. Xong hôm qua nghĩ tới nghĩ lui mà thân với cậu Tư. Rồi ổng mời thì kỳ lắm. Nhắn cũng ngại nữa cơ, còn phải giải thích với cậu Tư là em không tính mời ai cả. Mà may quá hôm nay có cậu Tư. Đấy, có cậu Tư, may. May quá em, cậu Tư là rất là sẵn sàng các bữa tiệc luôn á, mà tại chưa ai mời thôi. Sao? Biết mày chứ. Không nhìn được nữa, không nhìn được nữa. Bây giờ mà tắt là camera cái rồi. Xin liền. Từ xin của tôi xin mai liền. Trời ơi, lần cũng lâu lắm mình tập hợp mới đủ là 7 chị em đó. Đúng rồi. 7 chị em là từ đi đợt truyền thông của ngôi sao miệt vườn mùa 2 là mới có 7 chị em đi xong bây giờ. Mà ra đèn đỏ mà vẫy rồi phát xong rồi đi đủ các thể loại, đi thuyền rồi đi đúng. Cái gì đó, đi trên bến Bạch Đằng nè. Ừ. Đó chị Kiều chưa có ra cái bài hát ha. Chưa, cái đó là đi Long An mới ra cái Long An mới đó, nhưng mà lúc đó không có nắm. Tiếp tục đi cái sắp tới nè, chị Kiều ra bài hát ở đâu á, nhưng mà nó hot nha, mấy triệu view rồi đó. Trời đất ơi. Bây giờ hơn 500 giờ chuẩn bị cái đêm nhạc ở Bến Tre với Chẳng Bàn nè, mấy chị em giờ muốn tập hợp lại là tập hợp nhau livestream bán vé cho sư phụ nè. Đó. Bao nhiêu vậy? Thì ngày 9 ngày 10 tháng 11 là ở Bến Tre. Lúc đấy vẫn chưa hết cữ mọi người ạ. À? Nhưng không, nhưng mà tụi chị là live ở nhà chứ không nhất thiết phải xuống đó, cho nên có ủa, gì. Vậy à? Mà thôi tự nhiên giờ mẹ bỉm cái mình qua mình tự nhiên qua bào đắm không kỳ quá ha, qua bắt livestream bán vé sao đâu, em khỏe rồi không em ý là chỉ không đi xa thôi thì là cho làm cái bắt đầu thôi. Mình đứng trước mình live thì live bắt đầu bây giờ làm cho con ti đúng không. Ừ đó, đầy đủ mặt qua quá chứ đi đâu cũng có thì không có mỗi đang đi chăm con chứ sao ấy. Mà bây giờ tay thì ôm hai đứa xong rồi cho ti xong rồi bữa đó Châu Thanh, Ngọc Quyền, Minh Nhí thì gì đó ngồi cả danh sách nghệ sĩ ra chung mới nhờ gửi qua hai cái bàn xoay cho nó đấy, tối mù quá hả? Đâu có mang thứ mù không? Không, chỉ có cái bàn xoay thôi. Thích cái đấy quá trời, không tặng người ta cái. Thích cái đó hả? Thầy kêu là cho nắm cái cần câu cơm. Cần câu cơm. Ở nhà sợ buồn. Công việc mẹ bỉm. Em tưởng vừa nãy chị mang. Đưa là chiếm được kinh doanh. Thế à? Bây giờ coi cháu. Chủ đề gì mẹ nắm sẽ chết rồi. Bây giờ hai cháu là vô con đường kinh doanh, bữa nay là đầy tháng là ngày mai bắt đầu công việc liền. Hai cháu bắt hai cháu đi kiếm tiền. Hai cháu hôm nay làm đầy tháng là có vẻ trang trí thương trái cây nha. Thương trái cây để bên đó có xong mai lấy vé rồi mình lấy sản phẩm nha chung chung. Cái này mình để lại được mà, này mình để 3 ngày thôi. Nó muốn đi lại á. Bên này mình để 3 ngày nha, khai trương 3 ngày. Ủa cái khung phía sau có không? Đúng rồi, nó có khung mà. Khung đẹp quá ha. Này người ta qua thổi rồi. Cái này mượn về phòng ấy. Qua được không? Ủa? Quên cái đó đó. Cái khung này thay không. Là được. Cái này mình tháo bắt rớt ra thôi. Dán cũng được mà. Đây. Mà bong bóng sao, bong bóng lấy về được không ta? Đi được á. Cái chùm bong bóng về mai lấy về. Giờ đứa đi xe máy đứa sau ôm. Ôm về ở đó ở sẵn anh làm khai trương mình đỡ phải này. Đúng rồi, người đi luôn á, luôn cái khung về. Ừ, cái khung về
khung về rồi rồi kêu thiết kế y gan cái kích thước này thôi, ok. Ăn nhanh rồi về nhá, có nhiều việc lắm. Hợp lý quá gì, ừ, hợp lý luôn, ừ, không, sắc quá dễ thương. Phong bóng là hợp với khai trương tưng bừng. Để không, cái backdrop để nguyên bảo an, bảo nam lại luôn. Y gan vậy đó. Rồi, có sự góp mặt luôn mà thêm cái địa chỉ bên shop là được rồi. Khách mời đặc biệt nhấn. Ừ. Lấy gì á. Anh Vũ ơi, bỏ sang đây một ít khăn giấy đấy. Mời bà con cô bác nha. Thôi tụi em không ai nói gì là cái lẻn lẻn là cách nếp liền. Nếp nó mất chầm rồi. Nè, đừng có ngưng. Để đưa quay mặt bảo cho. Không, đưa đây thôi, bảo hỏi quay. Đây. Mọi người lia nè, không có ai có nhiều đồ hết nhưng mà đến Ngân nè. Đó. Trời ơi. Nè, một em nè. Nhi, chỗ này là của Lê nha. Em có vấn đề mà. Cái này bỏ vào chung được hai con chứ nhiều. Thôi, nói chung là mọi người cũng đã tâm đến con thứ hai đâu. Hay vậy quá. Rồi đi, đây, coi cái bụng trước nha. Tí mà nói một ề ra là biết. Đó đâu ăn, đâu đâu bấm váy xòe rồi. Đã mặc váy xòe nhưng mà nó lại xòe ở dưới chứ khúc trên nó không xòe. Hóp đó, đang hóp đó. Đó, giữ không? Rồi mời người ta qua mà chưa gì kêu. Ta muốn ăn dữ chưa? Thôi mời cả nhà ăn à. Rồi, đây này, quyết đây, đi. Quyết mời cả nhà ăn rau. Mời cả nhà dùng bữa. Ủa cái món lẩu này là lẩu gì? Dạ vậy? Đây là đậu đuôi bò ạ. Đó, mọi người ăn ăn thưởng thức món đặc sản nha em. Cái này mình để mình múc đúng. Dạ. Để múc rau. Quên mất em đang bảo cái món này mẹ nấm đâu ăn được đâu mà quên là nó có cơm riêng. Đúng rồi, bởi vậy mới cho làm được. Đây thực đơn của mẹ bầu đây nè, là thịt kho, hột gà, thịt kho thôi. Rồi với lại canh bầu nấu hầm xương và một chén cơm. Rồi đó. Tại em không biết ăn gì hết. Ăn được chế độ này là 30 ngày này là ơi, mọi người tắt máy quay đi, cậu Tư ăn kìa, ngồi không kìa. Ngồi quá. Ngồi tạm đi. Hồi nãy giờ quay anh cũng ăn bình thường mà. Thôi tắt đi cho cậu Tư ăn. Cái hồi đó cậu Tư liếc nãy giờ. Cậu Tư cứ thoải mái, cậu Tư. Trời ơi, may quá có bạn em với lại Hùng Quyết. Có Coca, Pepsi. Coca đi. Coca, Pepsi đây. Trời ơi, phải quay thật kỹ những gương mặt này. Vài năm sau nhìn lại. Đó, năm sau là có thành viên mới nha. Chúc mọi người trong clip này năm sau. Chúc mọi người năm, đúng rồi, em sẽ nhả vía. Chúc mọi người năm sau là thêm một điểm. Bữa năm sau là thôi nôi của Bảo An với Bảo Nam là team mình sẽ có mỗi người thêm một thành viên mới. Dạ. Yeah. Mỗi người luôn hả? Mỗi người ở đây. Giữ gì sẽ ăn theo một thành viên mới. Mỗi người gì? Vũ luôn nha. Mỗi người gì có ba mình thôi chứ mỗi người gì? Hai đứa mình. Ba đứa này. Hai đứa nó có rồi. Nó có biết sao nó còn không. Dẫn đi bây giờ xong. Trời ơi. Không, hoặc là nếu mà được á. Ác ôn thật đấy con mụ Ngân. Có nhưng mà mày nó giảm nó tránh làm gì. Cứ hòa chung với các em đi, cứ nó hòa chung. Nó còn thấy cái sự rõ ràng ba bà chị ở đây chứ. Bữa nay anh Vũ mà bữa nay em Vũ hết phần rồi. Hôm nay ăn đuôi bò lần sau mọi người nhớ tới thì nhớ mang cái đuôi của mình nha. Đó hay. Hay. Bạn mang cái đuôi của anh chưa? Hả? Chưa. Là cái đuôi chứ. Không, bây giờ chờ cái đuôi của Vũ Đức xong rồi. Trời ơi. Trời ơi, Mai ơi. Ủa, thì nãy ai nói là chờ Đức em, nói lại. Em chứ ai. Đây nè, Mai nói là chờ cái đuôi của Vũ Đức. Đấy, để nối. Với lại một cái Ngân là khỏi rồi, mà Kiều thì không rồi. Cái gì nó nối nó lặng lẽo lắm. Công nghệ giờ nối nước phải, nó, phải là ok liền, lắm không có nói hả thì nó nguyên đi chẳng nói nói để tức lắm mà. Mà chị Mai chưa gặp Vũ bao giờ à? Chưa. Ê tức ghê ấy trời. Nếu mà gặp thì đâu có cảnh này em. Chị Mai là nghĩ là cái ý nói á, thành ra là chị Mai có vẻ là ưng Vũ á. Chị nhắm cho đứa đấy. Em của chị không đấy do đi đẩy đứa em gì mà nãy giờ em thấy chị nhắc hoài. Có mọi người ở đây làm chứng.
trong khi hai đứa em thì rất là không cần. Thôi mọi người, bây giờ em nói mọi người dùng bữa thôi, đừng nói em nói giảm nó cháy giờ á. Mà anh Quyết còn em trai ngả cho Ngân thì không biết được không, giờ chị ưng không thì em trai của Quyết luôn hả? Thì về làm em của em. Em 96 đang có cái chen xăng Hồng Hà Nhi á. Hồng Hà Nhi đúng gia nhập vô cái chen đó đi. Ủa mà em trai mà kế bên kế luôn em kế. Em nãy em nói còn em cũng nói. Em kêu ok quá chứ. Nên về mà quay YouTube không? Tại vì nó không tán tỉnh gì nó nên nó đi Nhật mất tiêu. Tại vì Ngân quay quá. Cho nên là quay quá. Em cảm thấy là em ấy bị ngô tấn công cứ có quay clip là tấn công không. Chị mai là không như là mai sao? Chị mai không có quay clip, chị quay live stream. Không, mai về là vào bếp đấy, bắt đầu yểu điệu thục nữ. Đang nói bữa cơm nấu 30 phút thôi là phải nấu 2 tiếng. Đúng rồi. Đi chơi đã hỏng ra, tới đã hỏng ra, ăn gì cũng ngon, đúng không? Không, chị Mai nấu ăn được nha, được không? Thiếu, có đâu? Chị Mai trước khi nấu là chị Mai sẽ dẫn đi những cái chỗ mà mua những cái bếp xịn nhất, cái bộ lụa đủ nó mua sắm cho gia đình luôn. Mua sắm xong lo cho nhà chồng là ok, nhà em là yên tâm nha Quyết. Chị là con hết. Bây giờ về thì bây giờ phải gọi là anh Quyết. À. Anh Quyết hả? Coi như là lúc này cũng học á. Anh Quyết chị nắm. Hợp lý á. Anh chị đó. Anh chị đó. Mình tập dần, tập dần. Đến lúc đó rỡ xịt keo. Dạ. Là... Ê nhưng mà chị mà có tiền cái mình nhận vàng đồ cũng dễ. Ôi được nha, cái khúc đấy là được đấy. Khúc đấy được đấy. Dạ tao thử nè, đeo miếng qua nay cũng có mấy. Không, em thấy chị Dung là cũng có vài ký đấy. Vài ký xong cứ tập thử chứ nhà em nó không có. Nhà em đây tim mở ra cho bất ngờ lắm, đeo cái này là bay lên trời luôn. Nên là cái này không đáng kể, cái này là tấm lòng của mọi người tặng em thì em không cho chị thử được. Chị sang cho chị Dung, em thấy mấy kim mấy bạn đeo. Dạ, chị nói cái gì cũng hay cũng đúng. Thằng ơi ạ, chị hỏi này, cái bộ đồ mà trước khi chuyển nhà mà mua để quay vlog nấu ăn là đừng mang ra tặng mẹ chị nha. Bán đồ, bán rồi. Bán chưa? Chị chưa bán. Có chị để chưa em mua. Rồi thôi, mời mọi người dùng bữa của cháu em. Đúng rồi, thím. Thím cái gì nữa? Thím, chú thím. Về lấy chú chiến. Nào, mời mọi người vô ly nào. Này cảm ơn mọi người đã đến ăn bữa cơm chung vui với cả gia đình. Vô. Đem bầu vô thắm mẹ. Cái gì mà bố nấm rồi? Bồi rồi quá. Bố là mẹ Quyết. Mẹ mỉm Quyết. Trừ một điểm. Trừ một điểm tắc lịch. Trừ một điểm. Trời, chưa đẻ hả? Cảm ơn bà con cô bác nha. Một xíu nữa sẽ quay thêm. Dạ. Cái cao nước cao cổ hồi môn cho cháu. Nhưng mà thật đâu cần chào đâu. Bà mọi người đợi chút. Rồi, mọi người đợi chút xíu. Chính ra lâu anh làm ít chúng vậy. Thật sự lúc nào cái gì đấy? Em cũng không hỏi, nằm không hỏi Quyết này bầu ấy. Nhìn mọi người đi thấy nó rồi. Tự nhiên vậy trời. Ở ngoài tự nhiên thiệt mà. Em rất muốn nghỉ vì em cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà nghỉ thì lại tiếc. Thật sự luôn, chị em là nói chung là làm chung thì nó không thể tránh được. Tất cả mọi người đều con gái mà anh Khương còn nói. Một phút cảm động. Anh Khương cũng nói là con gái ở với nhau nó cũng khó hơn con trai. Nhưng mà con trai gì lúc mà mình nghỉ mình sẽ tiếc lắm, mình tiếc lại vì làm lâu năm rồi ấy. Thấy bà nghĩ bà up lại hình cũ rồi sao đi làm em hoài. Em up hình cũ không à, thấy tiếc á. Điện thoại là toàn từ ảnh 2017 đến giờ. Là toàn hình đi làm, đi chơi với mọi người này kia. Đâu có ảnh của ai đâu, ngoài vợ chồng với lại các chị không. Không có ảnh gia đình mặt. Luôn á. Người khóc trên mặt ơi. Nhưng mà bầu nghỉ xong tiếc rồi cũng. Nhưng mà thôi mình phải vui về với gia đình thôi. Tới được bên đây nha, tới được bên đây nha. Mai giờ cho một gáo nước lạnh. Thôi mọi người đừng tạt gáo nước lạnh. Ai mà chẳng phải lập gia đình một bước chuyển mới. Cuộc vui là không tàn đúng không mọi người? Nhưng mà dù như thế nào thì chị em vẫn gắn bó với nhau.
không ơi. Không, tin em đi, không có làm nữa là cũng ít liên lạc này kia lắm. Tại mọi người ở xa, ừ, ai cũng sẽ có đồng nghiệp mới. Ai cũng sẽ, đây là hỏi anh Quyết này, trời, tại anh Quyết là quý chị Ngân em gái á, nên là chị Ngân sang bên đấy, ông cứ nói chị Ngân sang đấy là không bao giờ sang đây nữa. Rất là xa xôi, cũng buồn. Tại vì bà ấy, suốt ngày bà sang đây mà. Bây giờ bà có sang đây nữa đâu. Kiểu như nhạc nên là thôi em cũng phải lui về với gia đình thôi mà. Không biết có quay lại được nữa không. Nhưng mà giờ ít nhất cũng phải chăm con 2 năm. Người ta chăm con có 18 tháng người ta đi làm, mình phải 24 tháng. Không, nhưng mà lúc nhỏ này đã nghĩ là Ngân đã buồn hết trong mấy tháng hả? Ngân khóc hàng đêm. Không lần tiếng lệ nha mọi người. Hôm nay mới được thông lại. Đúng rồi, xong rồi khóc quá trời luôn. Ban ngày là để vui, là để khỏa lấp thôi, mà đang ban đêm là vẫn về, cầm vẫn buồn, vẫn khóc, cầm khóc, khóc, khóc quá rồi. Trời xong rồi biết sao nào khóc không gì nữa, cái gì nữa. Xong giờ, rồi cái hôm nay là giờ mốt mà Kiều mà lấy chồng mà nghỉ nữa là tim lại còn khó mỏng dần. Mai lại trời ơi, Kiều ơi, đừng có lấy chồng rồi. Xong rồi mai thì mai nghỉ, mai đi nước ngoài. Mai đi nước ngoài. Ủa, mai đi Úc. Mai đi lẹ đi, mai. Đi mai đi lẹ cho bạn. Ủa sao chị bảo đi Mỹ? Em cũng biết là đi Mỹ. Thì mà để còn Giang trong tính toán. Không, nhưng mà sao mình không nghĩ tích cực lên. Nói chung là em cũng buồn đó, nhưng mà em phải nghĩ tích cực. Mọi người sẽ có nhiều cơ hội mới hơn. Rồi nói chung là mình không thể mãi như vậy được. Không lẽ mình cứ buồn đầu mình không có chịu thay đổi mình. Mình cũng phải chuyển mình thôi. Giờ cũng đi, em nghĩ em mới là người em buồn nhất nè. Em đi thụt lùi lại với mọi người tất cả. Thụt lùi gì chứ? Đâu có. Ôi, em có hai cục vàng này là em về đích không, rồi. Không. Để không. Việc em thụt lùi với mọi không, người. Không, rồi. Không. Em thắng trắng. Đúng rồi, là em là all in. All in. Em all in. Em giết chắc mọi người. Ừ, em giết hết mọi người, em về trước. Tứ quý thì mới được thông là không kịp chặt nữa. Nhưng mà em phải tự tin là em sống tình cảm nhất. Em cũng rất là hay buồn, về toàn nói chuyện với chồng, ít nhất còn có người để nói chuyện tối tâm sự. Ví dụ hôm nay đi làm sao về vẫn còn có người để xả giận, xả stress đấy. Còn mọi người thì không biết mọi người dùng cách gì, nhưng mà nói chung là mọi người ở với nhau được ngày nào thì mình trân trọng ngày đó đi. Vậy đi đó, mình chị có đồng nhau đi. Trải qua hết những cái giai đoạn thăng trầm rồi đó, nắm nó nói mấy đứa không hiểu mà nắm bồ nắm tâm sự với chồng, rồi mấy đứa bồ thì cũng qua tâm sự với chồng. Đây thì đây, những buổi như này là rất là vậy là hiểu ý nắm giữ chưa? Vậy là chết luôn á, là chết luôn. Hèn chi sáng nay anh Cương cũng quan tâm sự riêng không? Hợp nói chuyện với anh Quyết hợp. Đấy, hỏi gì là nói chuyện, chứ bình thường Quyết đâu có nói chuyện gì đâu. Đấy, trong tim đâu có người đàn ông nào để tâm sự đâu. Ôi, tại mọi người, nói chung là tại vì em không đi làm nên em hay nghĩ lại được á, khoảng thời gian. Còn mọi người đi làm là mọi người giống như em làm mọi người thôi, thì không có thời gian mình nhìn lại gì hết á. Giờ ai mà nghĩ mình đi làm được gần chục năm rồi, đúng không? Ai mà nghĩ, nhưng mà khi mà mình ngồi mình đếm thời gian lại, trời ơi, gần thập kỷ rồi mình đi làm cái nghề gần thập kỷ mà mình đang đi thụt lùi, mình không phát triển được nhiều gì hết á. Không, cái này là thật, em cũng tự thấy các chị cũng như vậy luôn. Xong qua đây nóng nó kiểm điểm mấy chị quá đau quá. Mai tính tới Tết là mai là tới nhiều áp lực. Tối nay tự nhiên tối về cái chị Mai đến tận nhóm rớt tự nhiên cái ao rớt liền. Trời ơi trời. Ừ, tối nay chị Mai đừng về phòng ngủ nha, sang ngủ đi thôi nha. Không, nhưng mọi người cũng tích cực lắm, mọi người đang chuyển mình nhiều mà, ai cũng buôn bán, ai cũng có nhiều cơ hội để làm đó thôi. Chuyển mình. Đúng rồi, mình phải gia đình ốc tiêu mà còn chuyển mình livestream nữa rồi. Chị Mai nghỉ là để đi học thêm đúng không? Để đi chưa, đúng không? Cũng chưa biết nữa, nói chung kế hoạch cũng còn mỗi người đều có kế hoạch riêng hết á.
mỗi người đều có kế hoạch riêng, để có những định hướng riêng. Để thôi nôi cháu lần sau là Kiều đã có một đứa sách nách rồi. Nhưng mà vậy là Tết này là phải đưa tay ghét rồi. Đúng rồi à. Mỗi người Tết một kế hoạch riêng. Làm liền. Cho nên mình phải trân trọng từng ngày mình còn bên nhau. Mỗi ngày mình làm với nhau. Mình làm với nhau mình... Dù là nói chung là chị em lên, bây giờ là trải qua hết những cái gọi là thăng trầm với nhau rồi đó. Là quá hiểu nhau rồi đó. Đứa nào tính khí làm sao là biết hết rồi đó. Hồi xưa mới làm với nhau là còn ngại ngại nhau, nể nhau ha, nịnh nhau. Bây giờ là ta nói chửi tới bến rồi. Chửi như chó với mèo rồi. Nhưng mà những cái đó là quý giá đó. Cái gì còn riêng ngày xưa cứ bảo chị Mai để đây giống hệt búp bê luôn. Ngày xưa chị Mai cứ cúp về này, xong rồi không biết sao sau này để tóc dài ra. Cái gì đồ vít. Người ta tóc tém Nhật kêu đồ vít. Vít là tomboy lắm. Vít story. Ngày xưa thần cũng thích chị Mai lắm, nhìn cưng gì đâu á, giờ hết cưng rồi. Vô lay á. Cưng vô lay. Lay gì? Cái vô lay. Trời ơi, tính ra là giờ mình cả team mình làm với nhau cũng 2-3 năm. Ai mà cầm được gần 3 năm chắc chắn sẽ khóc cả ngày, thiệt sự. Mà cảm giác như là nó là 30 năm vậy, cảm giác nó lâu kinh khủng luôn á. Dạ, ý là chịu đựng nhau hả? Ý là cái quãng hành trình á mình làm thấy quá trời cái câu chuyện, quá trời kỷ niệm luôn á. Vui buồn hờn giận đủ thứ. Mà hôm nay là cái ngày mà mình ngồi chơi với nhau đúng đủ các chị em ha, bảy chị em. Quá trời vui rồi. Sau này là Lệ Nhi đồ là mình lên mình làm giám đốc đồ lên. Mình nảy lên, mình tích cực đồ, năng nổ đồ lên. Có thể là ngày này năm sau á. Chưa biết ngày này năm sau là cái đội hình nó còn như thế này không, là lúc đó là đang ở vị trí nào. Mỗi người đang ở vị trí nào. Biết đâu được, mình về quê mình trồng rau nuôi gà ha, trồng rau nuôi cá. Ngồi đổi vị trí cũng cười chứ. Vậy sao? Chứ là không, em thì đấy đặt từng năm nay ngồi đây phải không? Năm năm sau ngồi kế bên này. Đỡ bên. Vậy chỉ đỡ bên thôi. Đỡ bên nhưng mà phải ngồi kế bên. Hình như cái đợt này là quay sao mà Ngân quá khóc vậy trời. Phim nhưng mà quay gì tao luôn. Hay là nghe thấy nấm 2 năm sau nữa mới đi làm lại. Đi cho buồn. Nghe thấy hai chị em mình già quá rồi hả? Sắp từ giã đường đua. Sắp về hưu non á cho nên là. Chưa biết nữa. Sắp phải hưu non á xong cái bánh ngồi. Chứ em thấy hai bà chị ì ạch quá rồi, em không thấy hả? Hai bà chị ì ạch quá, giờ đâu có theo nổi tụi em nhanh như ngựa phi vậy đó. Nói hôm trước hôm sau. Đường xa ngựa phi rồi. Hai bà chị ì ạch. Đây này, những tấm như thế này làm gì mọi người có? Tấm ngày xưa hả? Tấm đi phim Thị Dung này, đấy, làm gì ai nhớ? Hồi đó phim đó. Mà giờ nhìn lại thấy mình già hơn hẳn so với cách đây một năm luôn hả? Mấy người dự án ngày xưa. Chị nói vậy còn gì nói nữa, ai chả già đi làm. Không, hơi quý cũng vậy. Em bé khóc. Chị dạ. Dạ. Thôi hôm nay là ngày gì mà tự nhiên ngồi đây mà nói chuyện tào lao. Thì có ngày vui của cháu. Hôm nay ngày quá là thương. Ôm lại kỷ niệm xưa. Ôm thì để ngày khác đi, tự nhiên để thấy con ngày mẹ luôn. Thì có những ngày này mới ôm chứ. Bây giờ em tạt áo nước lạnh vào Ngân nè. Tạt sao? Ý là đang buồn vừa chuyển nhà sang đấy chị nghỉ việc rồi. Đâu. Ý là nghe thông tin là nấm 2 năm sau em bé nên là Ngân mới thấy sao. Quan trọng gì đâu, bà vẫn sang đây được mà. Có điều là giờ xa xôi quá thôi, hạn chế sang lại thôi chứ. Đâu có sao đâu. Còn ông bà buồn là giờ nghỉ thì nghe cũng rậu. Em lúc đầu em nghỉ em cũng đâu buồn đã chứ. Nói đừng nghĩ gì đâu, ý là ai rồi cũng thay đổi cuộc sống thì bà ai phải thay đổi thôi. Domino gì đâu, Domino lấy chồng đấy nhở, chứ thay đổi chồng muốn Domino.
Kiều cũng phải lấy chồng thôi, cũng phải kiếm một người để hạnh phúc gia đình chứ. Đó, hôm nay thấy hai cháu vậy là ham rồi. Giờ về nên mình tìm cách kìm hãm lại. Kìm hãm chị Kiều với chị Mai là không được đi lấy chồng sớm. Không phải là kìm hãm mà Ngân phải thúc đẩy, hai chị. Tối nãy giờ đã khóc nữa. Không, tối là quên hết luôn. Thổ lẽ dữ vậy hả? Không, chiếu vô quánh bạc Odin cái là cười bạc. Thôi đi. Rồi có gì cậu Tư lấy đó giùm em cái túi vậy luôn đi, túi em bàn á của em á. Rồi rồi trao của hồi môn nè, rồi cậu Tư trao trước đây nè. Ủa em có cần phải lấy lại không? Cậu Tư trao đi. Được rồi, lỡ là cho nó một clip cuối. Giờ nó vẫn còn nhân nhượng nữa nha. Kệ nó đi. Em hút luôn mà. Nắm ơi, anh nói chung là anh không. Ủa rồi vô em. Biết mua gì á, hồi anh lì xì cho hai đứa. Trời ơi, em thấy tội anh quá chứ không em trả lại rồi. Ý là anh cứ vớ về anh không ngồi lại được. Ý là em phải lấy nhanh, phải lấy nhanh để cho anh lại chứ không anh cực. Bốn lần. Mà nhân khẩu với em giờ nó lên thành bốn rồi. Anh quay gì đấy có thêm không? Nhân khẩu nào nữa? Nói chứ em cảm ơn cậu Tư. Trời ơi dính nhạc. Lệ ơi chơi tôi quá. Lệ thì số 1. Trời ơi cả nhà ơi, anh em bé không? Ủa mà nay tôi nay nay đầy tháng con em chứ đâu phải em đâu mà cứ tặng em vậy. Ngài hai đứa ngủ rồi để nó ngủ đi. Đại diện. Trời ơi em cảm ơn lắm. Rồi của ai? Tới bé Nhi hả? Đây là của bé Nhi nha. Đẹp vợ. Đấy. Hai anh chồng lớn nha hai con. Ơi. Đây. Trời ơi tặng cái nhẫn này dễ thương không? Không đâu. Đây đây. Cho bé trai với lại một đôi bông như mấy gái. Trời ơi cưng vậy trời. Cái nhẫn này trời. Nhưng mà chắc là sẽ còn rộng. Ôi mẹ nấm cảm ơn cô Nhi nha. Chị Nhi, cái này đúng là hồi nhỏ ha. Đúng rồi. Bé nó mới hở lỗ tai đâu. Chưa. Trời ơi dễ thương. Yeah. Trời của hồi môn luôn đó trời. Ý của hồi môn luôn này đúng cái nằm nó lấy chồng lấy vợ nè. Cô Nhi và dì Nhi tặng. Hồi nhỏ là hay được tặng mấy cái nhẫn kiểu vậy lắm á, cái nhẫn mà kiểu cái mặt. Ngày xưa làm gì có, ngày xưa đi mua ở ngoài mỗi lần trung thu hay gì á. Là đi mua cái nhẫn 3.000, 4.000 đeo nè. Trời ơi, hai con cảm ơn cô Nhi nhé, mẹ con cảm ơn dùm. Dễ thương. Mà em bé chưa bấm lỗ tai, 2 tháng mới bấm. Tại hôm ở bệnh viện mệt quá đâu nhớ được bấm lỗ tai con đâu. Bé nó còn mới còn nhỏ mà. Dạ. Chưa có bấm lỗ tai. Đó. Trời ơi, biết vậy mời tao nói mời hết team, mời hết Tiếp đây nè, trời ơi. Trời ơi. Đây của cô Ngân. Này của cô Ngân mà nó nhẹ thì đuổi tống cổ về. Thôi lấy cơm nè. Để hai cái dạ đúng rồi, cô Nhi còn được dạy mà đến nơi cô Ngân nó nhẹ hơn thì tống cổ. Tống cổ hề. Trời ơi tao nói hay không? Hay không? Chứ nó mà nhẹ thì tống cổ về thật. Trời ơi con ơi, tao nói là hôm nay là con đeo vạt cái này thôi để mai mẹ cháu khoan ăn đeo. Sớm đâu đeo được nữa đâu. Cảm ơn cô Ngân. Đây, trời ơi. Đây là cái kiếm được luôn á. Dễ thương. Dạ, hai con cả hai lớn mà đeo hết quà chắc cũng mỏi tay à. Thì mai mỗi ngày một cần xếp. Ngày mai mẹ con mặc 10 cần xếp. Dạ. Đeo bỉm đeo tã chụp của ai là chụp cười cảm ơn. Tã là mặc vô cả là mỗi lần mà thay cho em bé là à, cái này là tã đang dùng được như ta? M. Không ý là dùng được 1 tháng. Xài được rồi đó. 5 ký là xài rồi. Đó, nửa tháng à, hai bé được nửa tháng. Tại hai bé chứ nếu một bé. Mỗi ngày đăng lên cảm ơn lần. Cứ sáng mà là cô Trang ơi. Tã có cần hoàn lại cái gì? Tã. Có cần hoàn lại. Không, hình như đây có bất khâm may mắn thôi, chúc em 1 năm sử dụng tã. Ý là hai ông có trả lại không? Mỗi ngày mới trả nha. Trời ơi. Sáng này mà các cô đến là ngon rồi, cho các con cúng luôn. Cúng đeo luôn. Sáng không có cái gì hết, cái mỗi cặp của cô Thanh. Thì tôi làm lại.
Mình làm lại rồi lôi cổ hai đứa ra. Lôi cổ. Trời ơi, hai đứa. Không quay cho Kiều nè. Rồi cô cuốn đây nè, hàng dễ mở. Hàng dễ mở đàng hoàng. Rồi giờ lấy cái gì khui đi. Bánh kem nè. Bánh kem đúng rồi. Cái này là đuổi cổ về luôn. Bánh kem đuổi cổ về luôn chứ. Mới lấy là mười mấy bịch cho bà mang về đó. Đây đây đây. Mười bịch. Ôi trời ơi. Này có vẻ nặng lắm. Cầm này 10 kg này mọi người. 10 kg. Ơi đóng cái nắp cái vàng ở trong rồi đó. Đi đâu rồi? Từng từng vậy. Để hồi hộp cho mọi người. Trời ơi tốn cái này có tí có phải trả cái hộp lại không vậy? Trả hộp lại nha. Thánh thật người ạ. Phải đóng cái vàng. Đóng cái thùng quá. Lỡ lại đi chứ để nhà mối mọt á. Đây mọi người trời. Mở ra là không thấy cái gì rồi đó. Ủa? Đấy, rồi. Tặng giữ chưa? Cảm ơn cái thùng 2.000. Mà cái 500 đến 2.500. Kẹp ở dưới. Ủa? Em đề cao cho một bà kiều quá rồi đó. Mở là dễ dàng có cái nịt. Mừng đến tháng hai con là tao cười xỉu này. Em mới mắc làm sao. Bác Thanh Kiều đã chuyển khoản. Lớn lên đẹp như bác A Di Đà Phật. Là có chuyển khoản chưa? Là có chuyển khoản chưa? Chuyển khoản rồi. Chuyển hay chưa mẹ con chưa biết. Nhưng mà thấy ghi vậy là được. Phải kiểm tra chứ không phong bạc. Idea tốt, đúng là biên tập. Biên tập già nhưng mà Thu Hải Châu nha. Đấm thẳng. Rồi tới bảo tư cầm cái bên thôi. Đây đây mày à, mày à. Rồi cô Mai. Đây là hàng ủa đâu rồi. Ê cái này là lôi cổ này. Trời ơi, cái này là tiểu phẩm quá rồi cô Mai ơi. Trời ơi là trời. Ủa trời ơi. Quá trời cô Mai rồi. Thôi tiếp. Cô Mai này tiểu phẩm quá, đi qua bên không anh chụp. Nãy Vũ đưa anh nghe, anh đưa em. Ê không nha, nhà em có ba cái túi này hay là chị đến thì lấy cũng cho em đi. Mai hay tiểu phẩm nó có khi là không quen luôn tiểu phẩm á. Trời ơi. Ủa còn đâu. Thì trên bàn lấy đưa hố thì đưa vậy đó. Ba cái bà ế này, một bà tống cổ qua đuổi cổ. Ủa cái bộ đồ lòng của người ta đâu. Đúng. Nhỏ này. Ông cũng có khi là mở clip tiếng thần đừng có bắt đầu chuyển. Vũ, Vũ đâu rồi. Cứ hoài rồi. Ở đâu, nhỏ cô tư, nhỏ cô tư. Cái gì nó vậy má? Không có. Ủa kìa, ông cái tên kìa mày. Trời ơi, mày bị bụng miệng luôn. Trời ơi á. Quá trời rồi. Nè, hát mà luôn nè. Đây, cô Mai. Trời ơi, cô Mai. Cái này chắc là hột xoàng 4 cara. Hột xoàng 4 cara này. Kim khuyết. Dạ. Cái này tặng mẹ con chứ tặng con làm gì đúng không? Đấy. Kim cương. Bất ngờ này kim cương, em không nhìn. Chứ không em lôi cổ chị về. Giờ khách đứng ra toàn đuổi cổ với lôi cổ thôi. Cái gì vậy mọi người? Em chưa được nhìn. Kim cương. Có son. Có kim cương nha. Hai hộp kim cương luôn. Ấy chà chà. Ôi dễ thương nhỉ? Yeah. Mình cổ tay em. Dễ thương này. Cái này đeo chân đeo tay đều được luôn. Người ta mua đeo tay mà mình đem đeo chân. Ý là nhiều bé đeo chân được mà. Đeo tay nhiều khi sợ là có nhiều cái dây này nè, nó không phải nhiều khi nó dính vào cái đốt tay á, nó ấy á, mình đeo chân được mình ấy vậy luôn này, nhưng mà không đeo gì cũng được, dễ thương. Cảm ơn mọi người. Là tốt nhất. Nhưng mà nói chung là hết tiền sữa với tiền bỉm mà người thông cảm. Nếu mà hỏi thì nó có tiền vàng. Không ngoài tiền vàng. Một năm sẽ được bỉm rồi. Nếu mà nó không còn ở nhà thì đi đâu có tiền vàng không mọi người. Mẹ con tính đến cái nước đấy rồi. Không, nếu mà không con không dùng thì mẹ dùng mà. Mẹ đâu có bóng tay đấy. Còn không á thì em gửi mỗi tuần một cô nuôi dùng tuần đấy, đỡ tiền sữa. Chứ không thì tốn lắm. Giờ cứ 4 ngày hết hộp sữa. Sữa mẹ bắt không đủ luôn. À cưng quá. Cưng quá. Ôi trời, nó li ti hay vậy, yêu đi trời. Cảm ơn các dì các cô nha. Trời ơi, rất là yêu. Ba Quyết chỉ ngập mùi rửa chén thôi, còn mẹ những cái này là mẹ cầm nhanh. Đây mẹ cầm nhé. Trời ơi, này là nặng nhất này. Trời ơi, cái này là tốn được không tiền. Một tháng bỉm đỡ tốn là tốn tiền.
Dạ. Nói chứ nhà của em bé là đây em cũng tiền quá trời luôn á. Rất là tốn tiền sữa, tiền tả là tốn nhất. Nhưng mà sau này có con thì kể là bổ sữa em cũng dặm sữa công thức, em thấy uống sữa công thức tuyệt vời. Nói chung là nó trộm biến nó lớn nhanh, nó ăn uống được mà nó tiêu hóa cũng tốt nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mẹ không phải uống sữa em không có lệ. Trời ơi, hai bé ạ, à, mà chúng lớn nha, chị Nắm. Trời ơi, cái này chị cảm ơn hai bé nhé. Hai bé, cái này chị thích. Nói chứ nói vui thôi mọi người, lúc đầu cũng ngại lắm, không có dám mời mọi người sang. Tại mình đã 2-3-0 với mọi người rồi. Giờ còn chơi một bố mời đi thôi nôi rồi mai này đầy tháng rồi thôi nôi. Thắng trắng đó. Một chồng hai con là 3-0. À 3-0 đã về trước rồi hả? Ừ. Giờ phải mời qua đây để khỉa sâu đậm hơn. Ừ, nữa. Luôn. Có gì đâu mà ngại, anh em chị em có bao nhiêu người đâu mà lo quá. Được rồi, được rồi. Đó rồi. Không cũng ngại chứ, nói chung là mọi người bận. Nên là lúc đầu là không có muốn làm đình rang gì mà cuối cùng đình rang quá trời. Tại vì không biết nữa, tại hôm đấy cũng còn mệt. Một vài tuần trước còn mệt. Dạ. Nhưng mà nay rất là vui. Nói chung là mời mọi người sang là quyết định đúng đắn. Nhiều khi em phải gặp nhau. Mà hôm nay chị Mai giống như là chủ tiền quay qua con sẹt hồng này. Giống như nè, chị Mai nè. Không biết thầy vàng chuyện đứng lên. Rất là con sếp lắm. Không, nhưng mà cảm ơn mọi người. Hôm nay mẹ Nấm, mọi người sang mẹ Nấm không có gì. Cũng có quà ở nhà tại gia của nhà chồng được. Tí nữa về bác Quyết sẽ tặng lại mọi người. Trời ơi, nãy giờ chuẩn bị quá giờ. Chị thích Quyết đem về đúng không? Đúng rồi, chị tặng Quyết đem về, mày thích cái gì này? Bách, à, Ngân là thích cái này rồi. Ngân là thích bong bóng rồi. Cho em soi đi. Ừ, soi tiếng rồi. Nhi là nãy anh nói về tiền là tiêu đi. Nè ưu tiên với lẹ, bé lẹ thích gì nè. Lẹ là út là bé lẹ được ưu tiên nè. Cho gì lại nhận đó. Cho nhà. Trời ơi, thấy khôn chứ vậy. Cái kia, đây quà của mọi người em để ở cửa. Này à? Đấy, chị bác. Hỏi xin đó là thôi à. Còn chị với Ngân với Kiều không phải hỏi. Thì như là bông bóng nè. Bông bóng là Ngân buộc vào cổ, đi ngoài đường là bay mất rồi. Các anh sẽ chú ý rồi. Chị Kiều là thích gì? Chị Kiều là chị có vía hai đứa này thôi, tính nó cắt cái background này mang đi. Vía gì? Rên thay đứa nhỏ về luôn. Ê, nhà nhớ nói nó làm nha. Rên thay đứa nhỏ về. Nói nó làm, rồi. Mai khỏi rồi đó. Mai là Vũ. Ờ, đúng rồi, nãy giờ kia Vũ không mất vàng thôi mà hỏi Vũ liền. Ờ, hôm nay không cần gì hết, cần bạn của Quyết thôi. Em Quyết hả? Em của Quyết đâu? Bạn Nắm. Em trai của Quyết. Ok hả? Nghe nói Vũ. Đang mới nãy là đính là Mai thằng nhỏ 6.6 đó. Nhưng mà đang nói Vũ. Bây giờ tiêu Vũ rồi, thay đổi kế hoạch liền rồi, linh hoạt lắm. Thôi vậy cũng được rồi chứ không sao cả. Mọi người đến kiểu gì rồi cũng sẽ có thôi. Không sớm thì muộn làm sao mà cứ dậy hoài. Đúng không? Trời ơi ạ, à, lo xa quá à. Thấy không sớm, chỉ thấy thì muộn thôi. Thì muộn lấy. Thấy không sớm mà chỉ thấy thì muộn thôi. Thì muộn rồi. Không sớm thì muộn đó. Ờ, à, không sớm thì muộn, được á. Thôi ráng đi mọi người, 2 năm nữa nghe. Nghe có vẻ cũng xa mà cũng gần đấy nha. Hay nữa là 4-0 à, thêm 2 bé nữa. Miễn sao 2 năm nữa mà còn ngồi ở đây. Thôi nha. em ôm 2 đứa rồi, tới một lúc nào đó em sẽ chán và em sẽ kiếm đường em đi hớm. Thì không biết nữa. Đúng thì đó mình đừng nói, đừng đề cập tới. 2 năm nữa là Nấm qua thời kỳ mẹ bỉm, bắt đầu qua thời kỳ đi làm lại sự nghiệp mới nữa. Bắt đầu chị em mình mới vô thai sản. Hả? Thai sản hả? Ừ, 2 năm nữa vô thai sản. Phải không trời? Phải không? Có không? Lúc đó chưa cấn nữa. Ờ lúc đó biết có ai ước không rồi. Lúc đó chưa cấn mà đòi thai sản. Chưa vô thời kỳ thai sản. Quá trời là tiêu cực rồi. Thời kỳ sản. Thời kỳ bị sản. Bị mê sản. Mùi nói đi đến lúc cái tiền ấy luôn á. Tiền mãn luôn á. Trời ơi trời ơi. Thôi vui rồi, tới đây vui rồi. Ờ thôi nói tới nói bậy nói bạ chết đấy, cắt clip đi rồi. Vui rồi bà con cô bác hôm nay rất là bữa tiệc rất là ấm cúng. Ủa sao chủ tiệc không biết đi sao? Cho chủ tiệc chào.
em giờ vàng nó bịt miệng rồi, nói gì được nữa. Không, mà tự nhiên cái ngồi chỗ hề quá. Ê hề quá, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn bà con cô bác đã luôn theo dõi các chị em. Rồi quả cáp cũng linh đình nhiều lắm bà con cô bác ơi. Trời ơi, thấy thương mọi người dữ luôn á. Em nghỉ thai sản nhưng mà mọi người tặng chị em thì cũng nhớ đến em út ở nhà vẫn tặng em nữa, nên là em biết ơn cả nhà. Rồi nhân dịp sắp tới là 20 tháng 10 chúc bà con cô bác là xin lỗi, này có quà của mấy cô chú gửi mà đã đi quên. Dạ đây em mới nhớ. Trời còn ơi không sao một, à. Còn một cô chú hai nữa nhưng mà để bữa sau, quên. Vậy bữa sau sang bảo tiếp clip đi tặng em đi, em thích lắm. Rồi cho mấy hai clip tại hai quà lắm. À vậy hả? Vậy đi sang 2 ngày nha. Dạ. 2 ngày tắt ra. Nói chung nói giỡn với bà con cô bác nhưng mà nói chung là vui mọi người sang thì em rất là mừng, tại không có gì quý hơn, em rất là thích mọi người đến nhà em tụ tập á, nhưng mà chị em thì bây giờ ở xa không có ở gần nhau được. Nên là hy vọng là một vài năm tới thì không làm với nhau nữa chẳng hạn, nhưng mà mọi người vẫn có thể gặp được nhau. Chúc bà con cô bác nhiều nhiều sức khỏe nha. Bye bye cả nhà. Rất nhiều. Hôm nay rất là vui. Hy vọng sẽ có một dịp gần nhất mấy chị em lại tập hợp đầy đủ với lại cậu Tư với lại gia đình. Năm nữa, xin nhiều nữa lại với cậu Tư. Xin đi cậu Tư ơi. Nó phải xin thôi. Ghét thiệt chứ. Ủa tao nói rất chân thành luôn. Rồi chào 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 kênh giùm em đi. Chào chào anh em bà con chú.